Mái trường không chỉ là nơi kiến thức sách vở được truyền đạt, đó là nơi những đam mê thuần khiết nhất được thể hiện, nơi mà những kỷ niệm đẹp cùng bạn bè, thầy cô được giữ chặt trên mỗi ghế đá, hàng cây. Sân trường Trung học Phổ thông Bà Điểm, huyện Hóc Môn suốt một tháng qua sôi động hơn hẳn trong giờ ra chơi, khi các lớp tập luyện biểu diễn các tiết mục nhảy chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Khi công nghệ phát triển, các em có nhiều cơ hội để tìm hiểu về các bài nhảy, nghiên cứu động tác, phân chia nhóm theo vị trí, phối hợp các thể loại để tiết mục thêm đặc sắc. Em xin giới thiệu về bài nhảy của lớp em. Bài nhảy của lớp em được thống nhất với sự kết hợp của ba thể loại K-pop, nhạc Việt và nhạc Âu Mỹ, với mong muốn thể sức mình với đa dạng thể loại và đa dạng bài nhảy khác nhau mà không gò bó vào một bài hay một thể loại nhất định. Ý thức rõ việc mình đang làm, các em có sự đầu tư không chỉ là thời gian, công sức mà còn mày mò sáng tạo động tác, cách thể hiện sao cho ấn tượng từ động tác cho đến trang phục. Việc tổ chức tập luyện còn rèn giũa nhiều đức tính về kỷ luật, tổ chức và sáng tạo khi làm việc tập thể. Theo em, tính đoàn kết giữa các bạn ở trong nhảy lát mót thực sự rất là khó. Bởi vì khi mà nhảy lát mót thì các bạn đều, mỗi người đều có một ý kiến riêng cá nhân với nhau. Nhưng mà riêng em thì em thấy là một người với một người lãnh đạo tổ chức như em thì em có thể thống nhất mọi người với ý kiến mọi người với nhau dễ hơn. Vấn đề thời gian và nghiêm túc trong giờ tập rất là quan trọng đối với việc hoạt động tập thể. Và bên cạnh đó, tinh thần đoàn kết còn là một cái không thể thiếu. Để có thể tạo ra được một bài nhảy hay và nhiệt huyết thì chúng ta cần có hết tất cả những yếu tố trên. Các bạn ơi, khẩu hiệu của chúng ta là gì nào? Nước màu! Tuổi trẻ thường năng nổ, nhiệt huyết và có nhiều hoài bão. Để một tập thể với rất nhiều ý kiến và sự sáng tạo bay bổng trở thành một thể thống nhất, phát huy được hết thế mạnh của các em vào một tiết mục nhảy chỉ vài phút và gây ấn tượng là điều không dễ. Nhưng khi các em tham gia vào các hoạt động như trên, dù ở bất cứ vai trò, vị trí nào, cũng đều có lợi cho sự phát triển thể chất, tinh thần và những bài học thực tế cho cuộc sống. Cuộc thi Flashmob của trường Trung học Phổ thông Bà Điểm đã diễn ra được gần 2 tuần và vàng về gần phút chót thì các phần thi của các em càng bùng nổ và sôi động hơn. Là một trong những người tổ chức và trực tiếp làm ban giám khảo của cuộc thi năm nay, tôi cảm thấy rất hào hứng với các phần thi của các em. Đồng thời, đây cũng là một sân chơi rất là mạnh. Việc vận động giữa giờ ra chơi sẽ giúp các em có thể giải tỏa được căng thẳng và có thêm thời gian để thư giãn để chuẩn bị cho một tiết học mới. Khi chúng tôi tiếp xúc với các con thì các con thấy rằng là được tham gia luyện tập và được thoải mái để thể hiện cái kỹ năng của mình, và đặc biệt là các em cảm thấy rất là khỏe sau những cái lần luyện tập. Từ hiệu ứng được các cô vừa chia sẻ, những hoạt động trên sẽ tiếp tục tạo động lực cho các hoạt động khác của trường, giúp các em học sinh tự tin, dạn dĩ hơn. Phụ huynh và nhà trường cũng hiểu hơn về cá tính, những mong mỏi, hoài bão của con em, tạo mọi điều kiện để các em phát huy hết khả năng. Một phong trào văn nghệ tuy kéo dài trong vài tháng nhưng mang nhiều ý nghĩa lớn lao, góp phần phát triển công tác giáo dục, rèn giũa các em trở thành những công dân tốt trong tương lai.